Third day, ngày ngày thứ ba rồi. Hai rồi, tốt cả. How you feeling? Quý vị thấy là sao? Awesome. Don't you need some Chinese translation? Chinese translation? No, no Chinese translation. You want? Don't you use the microphone? Not yet. Are you ready? Okay. Preparing tea. I know. Look at her. What? Susan has what? She's back from Europe. Yeah. Yeah. It has a nice tent. My plan. Did you sunbathe? No? Mấy dầu hả? Nếu gì hay hay đó. Mấy mỗi ngày đi bộ thành nó da nó ngông. So she walks every day. That's why her skin is darkened. Okay. It's amazing. It's that we simply reciting the Buddha's name has a wonderful results. Rất là tuyệt vời là mình chỉ cần niệm Phật thôi đó, có kết quả rất là đặc biệt. The Phổ Chi is a chance for us to recite the Buddha's name all day long. Cái Phật thất chúng ta, cái cơ hội để chúng ta niệm Phật thường ngày luôn. It's a very simple process. If you recite the Buddha's name all day, it will clear your head. Cái pháp môn nó rất là giản dị. Chúng ta chỉ cần theo đại chúng niệm Phật mỗi ngày thì tự động cái óc của nó sẽ trống. Okay. This is assuming that the Great Assembly is reciting the whole day. Cái đó là đương nhiên nếu mà đại chúng niệm Phật cả ngày. Chứ còn if the Great Assembly forcing the whole day, then it doesn't work. Ngược lại đại chúng mà cả ngày vọng tưởng không thì chả có hiệu quả gì. And it is said that the Buddha's name will dispel all the false thinking. Pháp môn rất là giản dị. Quý vị đặt cái để cái hồng tâm, cái hồng danh của ngài A Di Đà Phật vào cái tâm quý vị, tự động nó sẽ diệt tất cả những phiền. Okay, the Buddha's name has this beautiful, this wonderful, wonderful use. That is, you maintain in your mind, it will dispel all false things. Because we are actually in this Buddha recitation Dhammadhora, pháp môn niệm Phật này, we actually are relying on the Buddha's power, the power of his name, to dispel the false thinking. Vì cái pháp môn niệm Phật nó khác ở thiền chỗ này là chúng ta dùng thông hồng danh của Phật để mà dẹp những cái tha lực của Đức Phật để mà
để mình dẹp những cái vọng tưởng. Whereas you would meditate, the meditation technique usually use your own, the strength of your own mind to reduce false thinking. 如果你是来打坐的话，是利用你自己的力量来消除妄想。Ngược lại, cái thiền tông đó là dùng những cái pháp môn khác nhau mà nó dựa trên cái từ lực, cái sức mạnh của cái tâm của mình đó để mà tiêu tan những cái vọng tưởng. So this is two different approaches. Any questions about that? Ai có thắc mắc về cái chuyện này không? Yes, ma'am. Okay, one hard question per night. Câu hỏi là ai niệm Phật cũng hết thiền não là có cái định lực mới là có sự khác biệt đó sao? Thì thầy nhắc lại là mỗi đêm cái việc khu kiền hỏi một câu hỏi khó thôi. Hỏi khó có thể trả lời được mất mặt lắm. I remind you, the question is so anyone can recite the Buddha's name, can you turn on the fan please? Also, I feel so hot, bỗng nhiên người nó nóng lên. I know I'm in trouble and suddenly I feel so hot. Thầy biết là thầy lâm nguy, lâm nạn ngay lập tức là đang bỗng nhiên ngồi đang an nhiên tự tại với những người nó nóng hổi lên. Bị chiếu. I mean, it's, if you play Chinese chess, it's called chiếu tướng. Chinese people, chiếu tướng. You guys don't play ông thầy Chinese chess. Các vị không biết chơi cờ tướng mà nó không hiểu cái ý nghĩa của chuyện này. Okay, thank you, Master Xian Che. Master Xian Che is so busy. That's why I can't even ask him to prepare lectures for you. Thầy hiền giới bây giờ chúng tôi cụt tay cụt chân, thiếu tay thiếu chân. Cái mặt bà khoảng ngân có hiểu. Đúng rồi. And that's why I couldn't even ask Master Xian Che to prepare for lectures because he's busy from morning to evening. Thầy hiền giới tội lắm. Mới Đài Loan về một cái là bận rộn tối tăm mặt mày. Dạ, thành thầy nói nó pháp cái chuyện này. Bữa nào phải giờ cho sư cô hiền độ nó pháp. What's the question? Oh, what was the question? You want to ask the same question? Okay, the question was, if anyone recites the Buddha's name, then this person can dispel all false thinking, or is it vary from people with different samadhi powers? 他的问题是不是任何人只要念佛的话就可以忘记，还是只是要看他们个人的这个定力和程度。 What do you think? 可以明一下。 你觉得呢？ Depends on each individual, she said. 因为拿了对应位。 你说看个人，yes. Combination of faith and samadhi power, nó có thể là từ cái duyên của cái lòng tin của mình với lại cái định lực của mình. It turns out that depends on your samadhi power. Thành sự thật nói một cách vắn tắt là khi vọng niệm quý vị nó bớt nhiều là ít là tùy cái định lực của quý vị. The simple answer is that really the reduction of your false thinking is dependent on your samadhi power. So it's not
correct to say that you recite Buddha's name, you dispel all false thinking. Nên nói mà niệm Phật nó tiêu tan hết hết tất cả vọng tưởng là không có chính xác. Not quite precise. What it's implied there. A lot of people say that. Rất nhiều người nói như vậy là niệm Phật sẽ tiêu tan hết tất cả những cái vọng tưởng. Rất nhiều người nói như vậy. Thì sự thật đó, sự thật đó. Là cái hàm ý trong đó là nó tùy cái điều bắt đầu thì từ từ nó sẽ bớt vọng tưởng. Rồi trong cái trình độ cao hơn sẽ bớt thêm tí, bớt thêm tí, bớt thêm tí. So what happens is that as you your skill, your samadhi, your skill in improves, or your samadhi increases. See, see here. Okay. So see, it depends on your samadhi power. As you begin, you know, you reduce some false thinking, and then eventually, as you improve your samadhi power, your samadhi power increases. The your false thinking decreases correspondingly. 所以说是看个人的定力。那如果你的定力越高。 程度越增加的话, 你的妄想就会减少的越多。 Any questions? I think Mike, you have, yes. So why don't you just sit and then recite all day? Why do you mix walking and sitting? Why can't we sit all day and recite instead of walking and so on? Tại sao mình ngồi cả ngày mình niệm Phật, mà thật ra mình còn đi nhiễu làm cái gì? 为什么不坐着念佛一整天呢？为什么要还要站起来绕念呢？ Bác thiền, tại sao bác ngồi cả ngày mà niệm Phật mà phải đi nhiễu làm cái gì? I'm asking the gentleman the question. He says it's less demanding in your body, right, Sarah? I thought you left for UK. Oh, okay. Cross your legs, please. Bác Thiện mất nói là he says Mr. Thiện says that you recite, you sit and you get up and then you recite and go and you alternate like that is because it's helped you recite the Buddha's name longer. 他说因为你要站起来绕念的话，帮助你可以念佛念得更久一点。 Ngồi xong rồi đứng dậy đi rồi ngồi xuống nó thay đổi như vậy để có thể bác sĩ vẫn nói là có thể niệm Phật lâu hơn một tí. Okay. It turns out that the reality is sự thật là như vậy thưa quý vị. The reciting Buddha's name, cái pháp niệm Phật đó, is geared towards all the people. Cái pháp này là các tổ sư chế ra để mà phục vụ cho những người lớn tuổi. 所以因为这个念佛名号的法门是比较给这个年长的人。 À, thành ra cái pháp môn đó, cái phương pháp đó nó nhẹ hơn, nó nhẹ nhàng hơn. And that's why the method, the practice itself is not as demanding. 所以这个修行比较不会那么的辛苦。 It is much easier on your body. No. Ít đòi hỏi cái cơ thể quý vị. Otherwise, old people cannot take it. Thành người lớn không, nếu không thì người lớn tuổi tu không nổi. 不然对老人家们太累了. Okay. And that's one reason, that's the main reason, đó là cái lý do chính quan trọng nhất là cái pháp môn, đó là cái lý do chính là vậy đó. It's geared towards the target consumers. Cái đó
cái pháp môn đó là nhắm vào phục vụ cho những người lớn tuổi. That's the main reason. On the other hand, you also have to admire the genius behind that method. Ngược lại, quý vị phải thán phục cái khéo léo của pháp môn đó. 但是这个法门呢也有它很特别的地方。嗯, khéo léo chỗ nào? Why is it so special? It's because even though it is easier on the body, mặc dù nó dễ dàng hơn cái cho cơ thể quý vị. 虽然它不会让身体这么累。 But also it also is very useful to people who are younger or who have samadhi power. 但是对年轻人有定力的年轻人来说也是有帮助的。 Những điều nó vẫn có rất lợi lợi rất là lớn lao cho những người trẻ tuổi và những cái người nhất những người có định lực cao cũng có lợi rất là nhiều. Okay, how so? Sao như vậy? Okay. It's because it's a lure for young people. Cái đó là nó dễ, là vì bởi vì mấy người trẻ người ta ít tu, ta tới ta tu được. The young people who are not that vigorous in cultivation can come and participate. So no, it serves a broader audience. 所以对于比较不想要太累或是太精进的年轻朋友们，也可以来休息。And on the other hand, if you are at an advanced level, 越来越来越高。 Then they have a chance to do what? Nếu trình độ cao nó có lợi chỗ nào? They can look at you and say, oh, you inferior cultivator. But they feel good about themselves. No. See, you're not high advanced level. That's why you don't know this feeling. I rest my case. Những cái người trình độ cao nhìn vì khinh bỉ nó, trình độ bị thấp hèn gì. Đó là cái trạng thái đầu tiên của người trình độ cao. I just made up the answer because no one ever asked me this kind of silly question before. Thầy mới phải chế cái câu trả lời tại chưa ai hỏi những câu mà ngốc như vậy hết. No. It's you help return the favor. Cô nói như vậy mình có khác mình cũng ngạo mạn nhưng người ta có khác như người ta đâu. Thế nó không có. Cái này mình đang giúp người ta bằng cách mình cạo ngạn ngạo mạn là người. It's use poison to deal with poison. Okay. If they're arrogant, you say, you idiot. You don't know. You haven't. You don't know meditation.
cái người ấy ok. Vậy giả sử bạn trình độ cao thì hoa. Giả sử bạn trình độ cao thì hoa thì sao? You come in, you say, "Oh, you guys are so inferior. You have to walk around to recite all day." We Chan people don't have to do this. No wonder Pure Land people are so inferior cultivated. Yeah, and that's why I'm teaching you Pure Land people to look back and then say, "No. You are inferior. You truly are inferior. We are not inferior." Susan doesn't get it. No, you turn your face. No, you are inferior. We are not inferior. Thầy chỉ cái việc cái pháp khinh bỉ là ngay lập tức. It's too hard for Chinese people to do that. We Americans have no problems. Mấy cái người Tàu họ nói họ làm vậy không được. Họ nói người Mỹ chúng tôi không có vấn đề đó. Right, xin chế. So what really happened? You really advanced. Đấy, thiệt sự cái vị trình độ cao đó. Then you use a chance to practice your samadhi power while walking. 所以你可以利用这个，这些高等人可以利用这个的时候修定力。 Because in the Chan school we don't walk that much. That's why now we walk. Now we have you have a chance to practice your samadhi power while walking. 因为禅修的时候你不会没有机会走路，所以你要趁这个机会可以利用这个机会来走路。 Quý vị thấy cái người mà tu tịnh độ, người ta thiền định mà bên thiền tông mà hiểu đó, mới hiểu rằng đây là cơ hội thiệt sự, cơ hội để mà tu cái nhập định trong lúc mình niệm Phật, trong lúc người ta la hét xung quanh, ồn ào xung quanh mình vẫn nhập định như thường. So what happened is you practice entering samadhi while people around you are yelling, screaming their heads off and walking in a crazy fashion. Have you seen the nun walk? Who, when you walk around circle ambulate, you get afflicted because people in front of the person walking in front of you. Có người nào lúc mà đi nhiễu niệm Phật nhiễu nhiễu, nó thiệt ra đi. À, vì cái người đi niệm Phật trước mặt cái vị mà cái việc sinh phiền não, giơ tay coi. No, only two of us. 有的举手. Three, four. I'm always afflicted by the person walking in front of me. Cái người mà cái người đi cuối cùng á, thầy đi sau người cuối cùng khí nào cũng phiền não vậy, sợ lắm. Because they walk funny, họ đi lạ lắm. And you know, sometimes you focus it at the wrong part of the body. Thành nó khó lắm. I mean, it's very hard to enter samadhi, let me tell you. Thành ra nhiều khi mình nhìn mà cái ánh mắt mình mà không cẩn thận, nó nhìn trật chỗ. Thành nó khó mà nhập định lắm, thưa quý vị. I'll speak from experience. Không có thiền sư mà nói như vậy hết. No one talks like that because no one dares talk the truth, speak the truth. Không ai dám nói cái chuyện thực tế này. It's very hard to enter samadhi walking. Thì cái gì biết, đi nhiễu khó nhập định lắm, không phải dễ đâu. It's not that easy. Thành đó là cái phương pháp luyện thiền luôn đó. Mà cái việc thực sự mà hiểu cái thiền đó, lợi dụng cơ hội để mình nhập định. That's why you really understand Chan. You use this opportunity to practice entering samadhi while walking and not running to the person in front of you. Mình tập nhập định, mình không hút vào cái người trước mặt mình. Hoặc người sau hút cũng hút tới mình.
That's samadhi. 所以你真的懂禅的话，你就利用这个机会可以入定。 Okay. Does that answer your question? You tell us something. I forget. Did I answer the question or not? Yes, sir. Similar question. I'm wondering why do we do the morning reading ceremonies in Taiwan? I just one question. They only do the same. They don't even do the on the teaching. 他问说为什么我们要做早课晚课，他说他在台湾做佛七，他们只念佛名号，连阿弥陀经都不念。The question I repeat is that Master Xianjie went to Taiwan for 2 years, not even 2 years, and he went to a temple when they did the Fo Qi, and they don't even do morning and evening ceremony. Okay, why do we do it? Beats me. Thầy hiện giới thầy hỏi, thầy coi Đài Loan á, người ta tu bên kia đó, người ta tu Phật thất á, có cái chùa đó họ chỉ niệm Phật thôi, họ không có tụng công phu khuya, họ không tụng. What time they get up in the morning? 6 o'clock, 4:30, 4:30. And what time do they end? 呀, thầy hỏi họ có tùng cung, họ lúc đầu bắt đầu mấy giờ nghỉ, lúc mấy giờ nghỉ. Sơ hi thầy hỏi là có những họ làm công phu phiêu, công phu tối nữa, thì tại sao mình lại làm công phu phiêu, công phu tối? Thầy nói thầy không biết. Anyone sẽ học nhau, ai muốn giúp thầy một tí? Nhập lạc. Ai nhắc thì con? Cái cô mấy cái cô mà đi qua Đài Loan tu đó sao? Họ có như vậy không? Có công phu khuya, có công phu tối không? They don't have it, she says. They went to a few temples in Taiwan, like what is it? Guangxin temple. It's a famous four stage art. Taiwanese. He met Master Shenhua. Master Shenhua came and saw. Như cái đạo tràng Hòa Thượng Quảng Khâm hả? Đâu có công phu khuya, công phu tối đâu. Cái Hòa Thượng Quảng Khâm là ông tứ quả là hả? Một ngày Trung Hoa đã tới thăm bên Đài Loan rồi, nổi tiếng. Lúc trước tu đó là ông leo lên cây, ông ăn trái cây, ông không có. Leo cây ăn trái cây phải không? Nghe nói vậy đó. Right? They don't have morning and evening ceremonies. 他说他去那个台湾是广钦老和尚的广钦的道场，他们是没有做早课晚课。 I don't know. What do you think? You rather that we don't do morning ceremony and evening ceremony? Thầy hỏi cái việc cái mình không thích làm công phu khuya, không thích làm công phu tối hả? You don't want to, we don't have to. If you không muốn thì mình ngủ thêm một tí. You don't do the morning evening ceremony, we can sleep a little bit more. Yeah, 睡多一点. Routine, you like that? No? Why don't you like it, huh, Hakim? It is necessary. I don't know. I really don't know why we do it that way, really. Thì thực thầy thầy không biết tại sao nữa. Okay.
Anyone help me out? Có ai biết không? Tại sao không? Có ai biết không? You have the answer? Precisely. I don't know. All I know is that it's the way my master taught us. Thầy thành thật nói cái gì thầy không biết tại sao như vậy. I don't know why that we do it that way. And the other temples, they don't. Thầy không hiểu tại sao Ngài Tiên Hóa làm cái pháp Ngài Tiên Hóa nó như vậy. Mà những chùa khác nó làm khác như vậy. It's the same as ask me. Thì cũng giống như thầy không hiểu, thầy không hiểu tại sao như vậy. À, cũng, thì cũng giống như cô. Just like asking me that, why is it Master Shenhua, the 4-chi is different from, the Chan-chi is different from the Chan-chi from Gao Min-sik. Giống như nói là tại sao cái phương pháp thiền thất của bên Vạn Vật Thành mà Ngài Tiên Hóa tạo ra đó nó khác cái phương pháp bên thiền viện bên Trung Hoa bây giờ một tí. In fact, it's different from the meditation, the Chan Chi in Hong Kong, in China, from what I know. It's even different from the Chan Chi from Master Sheng Yi, who's also a Weiyang lineage patriarch. Cái thiền thất của Vạn Vật Thành của Ngài Tiên Hóa chế ra nó đặt ra nó cũng khác cái thiền thất của Ngài Thánh Nhất cũng là một tổ sư quy ngưỡng luôn nữa. Nó khác. They're different. Yeah, I said I don't know. Thầy không biết because I'm no patriarch. Thầy không phải là tổ sư. Thầy trả lời không được. Okay. All I know is this. Thầy chỉ biết như vậy thôi à. Okay. Whatever my master says, I do. Thầy làm một chuyện thôi. Ân sư của thầy dạy sao thầy làm như vậy thôi. And if I were to choose between him and Sheng Yi, and nếu như bây giờ thầy phải chọn theo phương pháp nào, theo phương pháp của Ngài Tiên Hóa, hoặc là phương pháp của Ngài Hư Vân, hoặc là Ngài Thánh Nhất. Let's say I have to choose between Master Xu Yun's technique or Master Sheng Yi's technique. Guess who I'm going to choose? No question about it. Thầy sẽ chọn ân sư của thầy. Thầy không thắc mắc gì. I have no problem. Because I can, I trust my master more, and I follow him. I'm prepared to follow him blindly. Thầy sẵn sàng theo Ngài Tiên Hóa một cách mù quáng. Okay. Why is that? Because his level is higher than the other two. Tại vì trình độ Ngài Tiên Hóa cao hơn hai cái việc kia. Thầy mình cần suy nghĩ làm cái gì? Why do you have to think? Sư傅就说，这是祖师所决定的。那就好像这个圣依法师道场，他也是一个祖师，也是一位祖师，他们做禅期。 跟我们的禅期也是不一样的。那你如果要问我要选择的话，我会选择这个宣化上人的方式。那因为什么呢？因为他的程度比较高，那所以我就不会去想，就会盲目的相信。It's not 比较高. It's that his level is higher than the other two. 他的程度是比另外两位高。It's higher than Master Xu Yun, higher than Master Sheng Yi. 虚云老和尚以及圣云老和尚高。
is higher. That's why whatever he designs is better tailored towards for us in America. Okay, and it's much, much better design than the other two. 所以他所决定的这个时间呢，是对我们修大，美国这边修大乘佛法是比较好的。Tại vì khi ngài Tinh Hóa khi mà ngài chế cái pháp cho cái xứ này á, là ngài chế cái pháp này nó thứ nhất là hai cái đặc biệt ở chỗ là thứ nhất á, là cái trí huệ ngài hơn trí huệ ngài hơn ngài thánh nhất. Thứ nhất, thì cái gì nữa? Đây là một vị tổ sư xứ Mỹ. Ngài phải chế cái pháp nó thích hợp cho người Mỹ. What happened is Master Shen Hua is a patriarch, first American patriarch. So it's his responsibility to import or to set up or establish a method of practice that's most beneficial for the second generation in America. 第一个带到带这个大乘佛法来美国的祖师，所以他所设计的这个法门以及这个时间都是对在美国修行是最好。 Can you understand Chinese when she talks like that? Can you understand her? So what I'm saying is, Master Shen Hua is a patriarch, first American patriarch. Do you know that in English or? Yes. Do I explain it in Vietnamese? Which one I didn't explain? Vietnamese. Not Vietnamese, huh? Ngài Tinh Hóa là cái vị tổ sư đời số 1 của xứ Mỹ này. Thành ngài lúc mà ngài chế cái pháp xứ Mỹ này á, là ngài phải chế cái pháp nó thích hợp cho cái người xứ Mỹ này tu mê tên ở thế chôn nó lẹ hơn. Thành cái pháp này là cái pháp đặc biệt cho người Mỹ. Chứ không phải cho người Đài Loan, phải cho người Hồng Kông, phải cho người Tàu. So it's not designed, this dark, this method here is probably better for the Americans than the Hong Kong people or the Taiwanese or whatever. Not only that, it's also more appropriate for the times. Ngược hơn nữa là cái pháp này nó thích hợp cho cái thời đại này hơn nữa. This era. 他是祖师，所以主要是可以在美国修行，所以这些法门以及这个设计呢，是这个时代的修行，是针对这边的人。他那台，他那台，bất trước cái pháp của sơ tổ người Mỹ đầu tiên. So we observe, we preserve the Dharma from the first American patriarch. I'm waiting for this, for the second American patriarch to see whether he changes the Dharma or not. Vậy đang đợi, đang coi thử. Vậy cái ông nhị tổ đó, ở xứ Mỹ này, ông có đổi là không đổi. 所以我们要保存这个第一位祖师的这个法。那我在等待这个第二位祖师，看他会不会。 For example, right now the Chan Chi that they execute at the CTTB is not as rigorous as the way I learned when Master Shen Hua was still alive. Okay, thành ra hiện ví dụ để cho thầy cho cái ví dụ này, cái thiền thất mà được tổ chức ở Vạn Nguyệt Thành bây giờ đó nó không gắt gao như lúc trước nữa. 比如说，在万佛城所做的禅期是不像宣化上人以前所做的禅期那样的精进。Nói cách khác, OK, là họ đổi họ làm cái thiền thất nó dễ hơn là cái ngài Tinh Hoa đặt ra. In other words, to speak plainly, the Chan Chi they have at CCTV right now is a lot easier than the one that Master Shen Hua designed. 所以他们的禅期其实是比在宣化上人时代的禅期简单多了。Okay, and therefore I ignore them. Thành thầy làm lơ thầy không thèm theo họ. I don't follow them. Why not? Because there's no second patriarch coming out and say I want to do it this way now.
Phải có ông tổ sư nói thầy mới tin, còn mấy người mà tự động mà làm thầy không tin. Conservative with my practice, unless there's a patriarch who says this is how I'm going to train you guys, I will take it seriously. Otherwise, there's no second patriarch yet. Why would they change it? I don't get it. That's why I don't follow them. I follow my masters. I don't follow them. Thành ra ít người hỏi thầy cái chuyện này, tại sao cái thiền thất người ta nó dễ hơn thiền thất của ngài Tiên Hóa, thì này thầy nói là tại vì thầy không cần biết cái họ dễ là khó. Thầy chỉ thấy rằng cái pháp mà họ đang làm bây giờ chưa có ông tổ sư ông nhị tổ ra chứng xác nhận là cái này nên làm như vậy, nên thầy làm lơ. So I only follow the patriarch designs. I don't follow non-patriarch designs. 因为并没有这个第二个祖师说出来说，我是做这样的更变是为了要训练你们，所以我不遵照他们所改变的时间，我遵照我师父所做的禅期。Khi mà thầy tu hành đó, thầy rất là bảo thủ. Mặc dù bây giờ vào bản thân đó là hỏi cái thiền thất có thay đổi thì nó dễ hơn cái thiền thất của ngày Tiên Hóa chế ra. Nhưng thầy làm lơ, thầy cũng theo họ. Tại sao như vậy? Tại vì á, họ tự động họ làm mà không có một cái vị nhị tổ đứng ra mà ứng chứng đóng dấu nó tôi muốn làm như vậy, nên thầy không tin. Còn cái pháp mà mình đang làm đây là có ngài Tiên Hóa xác nhận cái này, tôi muốn cái vị tu như vậy. Whereas the way we practice chan, the chan chi we have is verified by Master Shen Huang. That's why I'm very conservative, and thầy rất là bảo thủ. 所以我们的禅期的时间是遵照宣化上人的禅期来做的。Similarly, 都等于白。 This is why we still do morning ceremony and evening ceremony during the Phổ Chi. Cũng vì tương tự như vậy, vì cái lý do tương tự như vậy, thành chúng tôi lúc mà tổ chức Phật thất đó vẫn có công phu khuya, vẫn có cung phu tối, vẫn có cung ngọ. 所以这就是为什么我们还是做早课跟晚课。And lunch offerings. 以及上供。 Because that's how my master did it, so that's why I'm doing it. 因为这是遵照我师父是这样做，所以我就跟着这样做。因为师父他表达như vậy thì làm như vậy thôi. Whereas whatever happens in Taiwan or Vietnam or China, I can't care less. I don't care. 不管在越南、台湾，他们怎么做。Nói thêm nữa, thành ra những cái đạo tràng khác bên Đài Loan, Việt Nam hay là Tàu làm khác thì thầy không cần biết. Ok. Because until I see them produce better Buddha recitation people, a high level people who can recite the Buddha's name better, I will not change. Trừ khi mà thầy thấy bên kia mà họ tạo nhân tài niệm Phật mà giỏi hơn bên này á, thầy sẽ đổi. I'm very flexible. The moment I find out that if Quảng Trinh's temple can train people to recite the Buddha's name better in Master Shen Huang technique, I will change. 除非我看到他们有这个更好的这个念佛的人才出来的话，我才会改变，不然的话我不会。 Does it help? Chứ mình người ta làm đúng nghĩa mình phải cần theo, muốn theo là phải có cái lợi mình mới theo. In other words, I follow, they imitate people who I believe produce the best results that I've seen so far. Thành thầy rất là uyển chuyển, mặc dù bảo thủ như cung vấn uyển chuyển, mình đâu có mờ quá mù quáng được. Ok, mình thấy nếu cái người kia có thành công lớn hơn pháp môn của ngài Tiên Hóa, thầy theo ngay. Thầy chưa thấy nữa. So what happens is that I may be very conservative, but I'm very flexible too. I'm progressive too as well, in the sense that if I realize, if I notice, if I can verify that the people in Taiwan, Guangqing's temple can produce better results, people actually attain higher level samadhi through their technique, I will change.
I haven't seen it yet, so I don't change. 所以我其实也是很有弹性的，除非我看到，比如说广清老和尚的那边有念佛更好的人才的话，我才会想说做改变，不然的话，我不会改变。Any questions? I think Maggie come. Yes. Give her a chance first. Yeah. Yếu tố nào để khiến quý vị nhập định trong khi niệm Phật? What is the elements for entering samadhi when reciting Buddha's name? 所以能够入念佛三昧的这个要素是什么？苦<笑><笑> Why do the questions get harder and harder as the evening progresses? Tại sao càng hỏi càng nhiều câu hỏi càng ngày nó càng khó? Mới ngày thứ ba không là cứng họng rồi. Third day and I'm stuck already. I don't know how to answer this question. And Goyin is so bored. She's entered samadhi already. Cô và Ngân cô nhàm quá. Cô ngồi cô nhập định rồi. Cô không thèm nghe luôn à. Làm sao nhập định được? I don't know. Nó không biết. Sao nhập định được chưa cô? Cô biết rồi đó. Nói đi. Đúng. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Cô đang làm nữa mà cô không biết. Còn gì nữa? Nói đi. Nói tiếp đi. She says, in order for you to enter samadhi, okay, you have to concentrate and you have to let go. That's how you enter samadhi tonight. And I said correct. Very good. Đó đúng. And also I said you're also doing something else as well. And she says, I don't dare say, I don't know what it is. I don't dare say too much because I don't want to sound too stupid. I better quit before while I'm still ahead. Cái cô này khôn dễ sợ, càng ngày càng khôn. À, mình trúng nói chó ngáp phải rồi, trúng được rồi thôi, đừng nói thêm gì. À, uổng cơ hội. So he said, you need to be专心, and purify your mind. Purify your mind. 清清你的心. Okay? That's how you enter samadhi. If you enter samadhi, you need to let go. And I look mình đi niệm Phật như vậy đó, mình cứ đi, you know, so for example, when you circumambulate, and reading như vậy, and you say, my God, this person, she walks funny. Mình đang đi niệm Phật mà những tâm nó khởi này, cái cô này đi kỳ quá. Okay. Her feet are too black, chân nó đang thui rồi, gớm. Okay. And that's a false thought. You drop it. Mình cái tư tưởng nó khởi lên như vậy, mình biết là vọng tưởng, mình xả nó, mình thôi kệ nó. Chừng nó đen kệ nó và chuyện của mình. And you learn to say to let go of that stupidity, those stupid thoughts and say, why do you look at porn? It's none of your business. That's called purifying your mind. Cái đó là cái phương pháp rất là thực tiễn cho quý vị. Xả cái đó đi, kệ chừng nó đen kệ người ta. Okay. Không phải chuyện của mình. Thì cái đó là thanh tịnh hóa cái tâm mình là giảng gì như vậy. Mình chỉ xả thôi, nó không cần biết kệ đó, làm lơ. Đó, sư cô làm như vậy. It's easy for her because she walks right in front. Sư cô làm dễ tại đi trước cô có một hai người. Sau lưng, thầy đi sau ít nhất là 20 người. I walk at least behind 20 people.
I have all kinds of affliction. 20 người, người nào, người ai đi cũng, they, you all walk weird. Người nào đi cũng đi, đi cả nhắc, khó chịu chứ sợ. I remember my late father, thầy nhớ thầy Hằng Hiển đó. And he when he was alive, thì thầy còn tu Phật thất ở với tại Vạn Phật đó. When we were practicing the 4G at the CTDB. And he came out and says, I can't stand that monk in front of me. Ông ra ông than phiền với thầy hoài. Ông đi trước, sau lưng ông, tại vì hồi đó Vạn Thành không còn bao nhiêu ông tăng nữa hết, tại vì ông có một ông thầy già kia mà thấp hơn ông. There's only ahead of him is an old man who's shorter and who walks funny. Mà ông vừa luôn hơn mà đi cả nhắc nữa, thành hiện hiện khó chịu với sự. I can't stand this monk. Why does he walk like that? Thì cái ra thăng phiền với thầy hoài, là tại sao cái ông thầy nó khi đi mà dễ ghét, dễ sợ lắm. Ngài đi nào thầy answer hồi đó thì không biết trả lời sao nữa. All you have to do is hey, it's none of your business. Don't look, look but don't see. Có nghĩa là cái gì thấy mà coi như không thấy luôn, lơ. Thiền tông, nhà thiền gọi là thấy mà không thấy. Nó dễ ghét mà mình không ghét. Okay? He's annoying but you don't get annoyed. That's meditation, that's letting go. Cái đó là xả đó thưa quý vị. Nó rõ ràng nó dễ ghét, dễ sợ lắm. Nhưng mà mình không ghét, kệ nó. Okay? Does it help? Còn cái khác nữa, mà sư con nói, thầy nói, if she's also doing something that's also right, but since she's not saying, I'm not saying either. Cô giấu nghề, thầy cũng giấu nghề luôn. The thing is that, cái gì không biết đó, mấy cái người này đó, tới tu như vậy, được huấn luyện như vậy, họ biết cái phương pháp làm đúng, mà không biết họ đang làm gì đúng. What happened to my students is that they're doing, they're executing the right technique for entering samadhi. They don't even know what the technique is. They just follow orders. Họ chỉ theo cái lời là dạy mà làm thôi, không cần biết luôn. It's very important. Biết làm cái gì? What you need to know? Okay? All you have to know is that what to do to enter samadhi. You don't know the exact detail. Không cần biết cái chi tiết này, cần làm như vậy tự động nó nhập định. Không cần biết nó là cái gì luôn. And that's letting go. Cái đó là xả một cái tham là tôi không biết cái gì đó. You see the superiority of that technique? Cái vị thấy nó khác biệt thế nào không? Là họ biết cách nhập định mà họ không biết cái chi tiết là làm sao mà mô tả nó được. Có nghĩa là họ không chấp vào cái cách mà mô tả đó luôn nữa. Không cần biết nó luôn nữa. Ta dạy thiền như vậy, ta dạy niệm Phật như vậy, chứ còn nói nhập định phải làm như vậy nè, nó dễ lắm. Ta đi ra khoe người ta, tôi biết rồi, tôi biết nhập định. Vọng tưởng, bình. So the way we teach our, train our people, the way I learned from my master is that you receive training, you do it right, you do whatever it takes, you do execute, you follow instruction, you execute, you enter samadhi. You don't even know the exact details. So that you can't even get arrogant and say, see, I know how to do it. I know exactly what to do. Okay? So that now you go out there and say, you want me to teach you? Mấy cái người mà tại gia nó mới học mấy tí xíu xong rồi muốn tôi dạy hả? Trả tiền tôi mới dạy. Của thần thường. Con nghĩ mình niệm Phật rồi tập trung, mình niệm Phật chứ chú ý ai đi sao, ai sao mình chú ý để làm gì? Thầy cũng biết hả? Bỗng nhiên mình chú ý người ta đi rồi thôi, mình đâu chịu thôi. Tại vì trong chùa từ thường thấy màu lam hoặc màu nâu, bỗng nhiên đi trước mình mất cái màu, nó màu đỏ. Mình không chú ý sao được. Nói chừng lý thuyết không à. He said, you recite the Buddha's name. Why do you pay attention to the person in front of you?
that kind of doesn't make sense to me. I said, it doesn't make sense to you, but it makes sense to me. Because in my temple, when we practice together, I only see, for example, gray and brown. And all of a sudden, when people come to the temple, I follow them, all of a sudden I see red. And you want me not to pay attention, not to notice? And they walk funny. Nói là dễ, chứ làm phải không dễ như vậy. Có, trong đó nó có pháp ở trọng. Translate. Translate. I think the point is that you need to just, when you're in prayer, when you see the people in front of you, for example, they give you worries, you just choose to let go, don't think about that thought. I just sense something very important in the training that's different about us. That is that I only give you instructions on how to do it, okay? And you're supposed to follow the instructions and you enter samadhi. If people ask you the exact detail to enter samadhi, you cannot answer them. So, 师父说，像我们在这里休息，就是说， 师父告诉我们怎么做，我们就会做。但是你如果问我们是怎么做的， 我们并不知道是如何，比如说入定，我们不知道如何入定。 Yeah. And the purpose is to enter samadhi. Your job to enter samadhi. 的重点是我们就是你们能够入定。 Cái nhiệm vụ quý vị là nhập định, chứ phải hiểu cách nhập định. It's more important for you to enter samadhi than to understand how to enter samadhi. 所以你们重要的是你们知道怎么入定。 That's why. 你们能够入定，而不是知道要怎么入定。 Okay, and that's why. That's why you don't need to be taught how to exactly how to enter samadhi until you have to teach. So you don't need to know how to enter samadhi until you have to teach. So you don't need to know how to enter samadhi until you have to teach. So you don't need to know how to enter samadhi until you have to teach. So you don't need to know how to enter samadhi until you Còn quý vị chưa phải là thầy giáo thì dạy quý vị làm cái gì? In other words, you're not a teacher yet, a Pure Land teacher or a Chan master yet. Why do I have to teach you how to teach people? You are a student. You should learn how to enter samadhi first. 比如说一个净土的法师或者是禅师，所以你们不需要知道要如何入定，你们的工作就是能够入定就好了。Yes. John is online. He asks, "Is the goal to stop all thinking entirely?" Yes. 所以这样问说，重点是不是要能够停止所有的妄想？师父说是。 Có mấy người theo dõi thầy là mỗi lần bật máy này, ông bật máy này bên kia, ông coi đúng giờ ông bật máy này, ông coi. Tại ông thích như vậy để ông có cơ hội ông hỏi. Thì ông hỏi là bây giờ mục tiêu có phải là gạt tất cả vọng tưởng không? Thì nói đúng. That's the theory behind it. The theory behind it. In principle, the practice, whether you do meditation or you recite the Buddha's name, is to put an end to all false thinking. Thì phương pháp niệm Phật hoặc là phương pháp thiền nó cũng là cùng mục đích thôi, là quý vị dùng cái phương pháp niệm Phật hoặc là dùng cái thiền để mà ngừng tất cả những cái vọng tưởng. Đó là cái lý thuyết. Ok, nhưng được cái phương pháp mà dụng công đó, nó khác nhau, but the actual methodology is slightly different. So 不管是修念佛的法门还是打坐的法门，最后都是 目的是要能够停止一切妄想。Okay, any other questions? Did you have a question, Shannon? Yes. No, it just reminds me when I went to Korea, everybody asked me like, so how do you practice? Like, I don't know.
I have no idea. But the thing is, like, when I see people, I don't know how I do it, but I can see that when they think they know, that's when they stop. I can see. À, giống như cô đại hàng, cô nói cô bên đại hàng cô đi viếng nhiều cái chùa lắm, gặp nhiều người xuất gia lắm, mình nên cái dòng loài dữ đó, loài tu thiền dữ lắm, mà họ hỏi cô là tại sao cô phương pháp dụng công ra sao, thì cô nói cô không biết, thì cô trả lời không được, nhưng điều mà cô biết rằng cô thấy rằng những cái người ta đang bị kẹt. Có nghĩa trình độ cô hơn, cao hơn người ta. It means that her level is higher than the people who are stuck. Okay. You're not at the level to explain it yet. Your job is not to explain how to enter samadhi. Tại vì công việc cô này, mặc dù cô dạy thiền, thì công tác của cô là không phải giúp người ta nhập định. Công tác của cô là khuyến khích người ta. Những người sơ cấp. So your job right now is to help assist the people who get started and help them build the proper foundation. That's it. But to enter samadhi is something else. Thành ra thì công dụng với cô này rõ ràng lắm, là cái trình độ cô này chưa đủ cái sức để mà giảng nghĩa rõ ràng cái phương pháp để nhập định. Thành ra cô chỉ giúp cái nhiệm vụ cô này chỉ là giúp người ta bắt đầu phương pháp luyện thiền và cái căn bản thiền ra sao, nó rất là quan trọng. Tại sao như vậy? Những người tu thiền ngoài kia, ngay bên cái đạo tràng bên kia vậy, họ không có căn bản, họ làm trật hết. It's very important. Don't think what she's doing is very elementary. No, it's fundamental. It's so important because from what she told me about how those people practice, her contact with the people practice for a long, long time, they don't have the proper foundation. Yes. Và như cái cô kể chuyện là những người bên kia ta tu 10 năm, 20 năm trời bên cái tông bên kia đó, họ dùng tham thọ đồ đủ thứ hết đó. Mà họ cũng có căn bản họ trật, cái nền tảng họ trật, họ không hiểu cái nền tảng của thiền. Okay. Thành ra cái cô này chỉ chú trọng là nên làm này lên làm nọ để mà xây cái nền tảng. Chịu làm sẽ thấy được cái lợi, không chịu làm thì thôi khỏi cần nói tiếp. So what happened is that our approach, you know, her role is to go out there and tell people, this is what you should do. You do it, then you be taught to go further. You don't do it, it's no sense in talking. Okay, it's critical. Mà nếu có cái nền tảng này thì dễ mà tu hơn trong tương lai. Okay. So, 因为他想到说，人家问他说，他去 Korea， 人家问他说，你是怎么修行的？他说他没有办法回答出来。那师父的意思就是说，他现在的这个工作呢，不是要帮助他们入定，而是帮助他们开始修行。因为那些人修了很久，但是他们并不知道他们并没有正确的方向，所以他的主要的工作是帮助他们打定他们的基础。Okay, and also another reason is that these monks and nuns start teaching Chan too soon before they're ready to teach. 还有就是很多出家人他们还没有准备好就已经开始教导别人。Vấn đề khác nữa đó, những cái vị thầy, vị cô này đó dạy về thiền hoặc dạy về tịnh độ sớm quá, họ chưa hiểu thiền, chưa hiểu tịnh độ mà đi dạy, thành ra họ không đủ cái trí huệ để mà dạy cho người niệm Phật hoặc ngài cho người thiền. So what happened to these monks and lay people? They taught Chan and Pure Land prematurely. Before they're ready, before they're capable of teaching, that's why they can't teach. Nói mà chế ra cái làm cái này làm nọ tầm bậy, mấy cái họ chế ra cái mà nó hư thế, cái căn bản nó trật hết. Vì vì họ
还没有准备好他们的智慧，还不够能够教导这个禅跟静住的法门，所以，他们没办法教导他们的学生。 Chẳng hạn như thì mình nói phải có cái bằng cớ đó hoặc when we talk you need to have backup of the facts because this is in the West. Đây là cái Tây phương cái miền Tây rồi. Thành ra mình phải nói phải căn cứ đó hoặc ok. For example, you notice that when these people when you visited these temples, they get into trouble. It's because they had lacked the proper fundamentals, and when they came back to their teachers and asked for help, they did not get help. They could not get help. They got the wrong kind of help. Ví dụ là biết bao nhiêu người tu thiền hoặc tu tịnh độ mà tu trật, thành ra đó khi mà họ gặp vấn đề đó, họ trở lại vài cái vị thầy hỏi đó, thì họ không được cái sự giải đáp, không được sự giúp đỡ, bằng cớ rõ ràng lắm. Ok. 所以举例来说，像他去造访这些道场的时候呢。 但其实有些人他们有遇到问题，但是他们回去问他们的师父，他们并没有办法得到答案。 And finally, và cuối cùng câu trả lời như vậy nè. The final answer is how do you enter samadhi? Okay, cuối cùng câu trả lời của câu hỏi là làm sao nhập định đó. Okay. There is no one answer. 如何入定呢？其实是没有一个标准答案的。 không có cái tiêu chuẩn nào hết đó. Một khi mà cứ đi theo một con đường đó là cứ bị kẹt cứng. Cái có nhiều cách nhập định, sợ nó có vô lượng vô biên cách nhập định. There's so many ways to enter samadhi. 有非常非常多方法可以入定。 As soon as you say this is how you enter samadhi, you'll be stuck. You won't be able to enter samadhi. Nói cách khác không dạy quý vị là con đường này để nhập định là phải làm như vậy đó, thì quý vị sẽ kẹt nhập định được. Khi mà quý vị biết thì sẽ nhập định được. Kẹt chỗ đó đó. Thành những người nói là tôi biết thì làm như là nhập định, nó cứ làm hoài không nhập định được. So there are a lot of people who read it from somewhere, you know, like Master Shaw telling his disciple this, you ought to do this and the samadhi. Say, oh, I know. So they repeat that and they tell other people, they cannot do it. 所以譬如说有些人读到虚化上人跟他的弟子说，哦，你要这样这样做，然后他们就重复这个答案，但是他们就没办法。 giống như là nhà hàng khi đọc sách trên mạng đó, nói là ông tổ sư dạy đệ tử là phải làm này nhập định như vậy đó. Thì cái việc thì đúng là phương pháp nhập định là như vậy, cái việc bước trước là làm nhập không được, thành không dạy cái gì như vậy đó. Cái nhập định là ông thầy gỡ cho học trò, ông thầy ông gì nữa nó kẹt chỗ này, này chỉ nó gỡ cách đó là nhập định được, thành nó vô lượng vô biên như vậy. What happened is that the actual instruction is depends on the individual. For example, someone comes to you and say, I need help. And you look at a person, you say, this is why you're stuck. So the instruction is only for that person at that moment. It's going to change next month. Từ tháng sau nó sẽ đổi. 答案是针对那个人当下的状况而给的，所以可能下个月就改变。 Chẳng hạn như chùa chúng tôi đó, sư cô cho chúng tôi ăn ngon quá, thành từ tháng sau nó sẽ lên ký, thành cái phương pháp phải đổi thêm tí cho người nó nặng hơn rồi. So for example, in our temple, the nun here cooks is a good cook. So the instruction next month will be adapted to adjust to the fact we'll be gaining weight next month. So,
很会煮东西，所以他的对针对他的答案，可能就是希望我们下个月能够大家都增加体重。 And by the way, speaking of gaining weight, next Sunday, Jinxiang, we offering phở Việt Nam. Nói về Linh Binh Ký, Chủ nhật tuần tới này á, là cô Thân Hương sẽ nấu phở cho chúng ta ăn. Giống vậy. We'll see. First we fall in the process. Thành cái phương pháp huấn luyện không thể nói, không thể cái trình độ cái gì chưa phải lúc để mà giải quyết những cái vấn đề như vậy được. Thành phải lo dạy căn bản trước. Yeah. So at your levels, you're not in traditionally in whether it's a Pure Land, I believe whether it's Pure Land or Chan school. Thầy theo thầy hiểu đó là quý vị có thể theo thiền tông hay là mật tông hay là tịnh độ tông này nọ, là quý vị chỉ dạy được dạy khi nào sư phụ quý vị sai dạy mới dạy thôi, chứ không ai dạy sớm. So traditionally in our lineages, in our schools, we don't teach before you teach, our teacher orders us to do. Okay. Right. 所以不管你是哪一种的话，在我中，我们除非师父叫我们教，不然说我们不会教的。 Okay. Any other question? I thank you, Kang. Yeah. Go to you. She says that it cannot be taught. Nói là không có thể có phương pháp dạy nhập định đâu. Nó uyển chuyển lắm, không thể nào dạy, phải dạy từng người á. Cái thiền tông á, cái tịnh độ tông phải dạy từng người. Họ không hiểu chuyện đó, không ai hiểu chuyện đó hết á. Vậy cái người thiền trí thức là người dạy từng người. So what happened, the good no advice, look at each every one of you and say, okay, this is okay, that's why he is, so he needs to do this. And so each person, it requires individual attention. That's how the back then the patriarchs taught their disciples, because they are superior cultivators, have so many blessings that they can draw near these patriarchs, these great teachers, and they receive personal instructions. Tu họ có phước lắm. Họ có phước đến độ mà họ có thể tới được một cái vị thiền tri thức. Okay? Để được ngài đây hướng dẫn. Đó là quý không thể tưởng tượng được. Còn cái gì mà không được thiền tri thức hướng dẫn, cứ tu mù mò hoài, không biết đường mò. If you don't have the precise individual instructions, you're groping in the blind, in the dark. 所以这个善知识就是他是看你们每个人依你们每个人的状况，看你们问题在哪里而给你们指导的。如果你没有他给你们指导的话，你们是没有办法知道要怎么样进步的。 Yes, Shana. Somebody can be happening in a very short second, right? Yes. Like, if Master speaks over the lunch table, and then you are still sitting there, somebody can enter somebody for a yes. second. Yes. Because it's like, aha, and then you're like, yes. Yes. Oh. Yes. Then, cái nhập định là sao? Nhập định là sao? Cô này câu hỏi có phải là tốc và nhập định được không? Nó đúng. She asked that to enter samadhi, it can take only a split second to enter samadhi. So it could happen anytime. Thành nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào cũng được hết đó. Quý vị đang đi cũng nhập định được. You walking, you enter samadhi. Or
You're listening to a lecture. Hoặc quý vị ngồi nghe giảng kinh như vậy, nhập định luôn được. You enter samadhi as well, you're listening to a lecture. 所以他问说是不是入定是只是一瞬间，那师父说是，就是说你可能走路啊，或者是听经啊，或者是听法的时候，你可能就是马上一秒钟就可以入定。 You get yelled at, hoặc bị mắng. 或者是当你被骂的时候, you can enter samadhi. Nhập định. Cái đó là tổ sư trước làm như vậy. So what happened in the past, in the patriarch. Okay? The patriarch, that's how they train the student. They yell at him. And they become enlightened. Hét một cái là kia nó giác ngộ lập tức. 祖师都是这样教他们的弟子，他们就大声的骂他们，他们就会觉悟。 Or, 或者, trong tương lai, in the future, in the future, 或者是, I believe, thầy tin rằng. Listening to a joke will also make you become enlightened. Nghe chuyện khôi hài cũng sẽ nhập định và sẽ đắc giác ngộ luôn nữa. Hasn't happened yet. Nó chưa xảy ra nè. I have to be honest with you. Thành thực mà nói cái gì nó chưa xảy ra, nhưng thầy tin sẽ cố gắng nói chuyện khôi hài tiếp để chừng nào có người giác ngộ thì mới ngừng. I will continue to tell to crack jokes. Until someone becomes enlightened. Okay? Cô Quang Ngân. Quên rồi. Quên rồi. Cô hỏi cái gì? Có lý do mà cái gì nhập định phải hiểu từ đầu nó sẽ là sao? Vậy hả? Ủa nào? Không còn nữa mà hết dữ. Cô Yến shares a personal experience. Cô còn gần gũi, cô chia sẻ một cái kinh nghiệm cá nhân của cô. Là cô trong bếp và cô hung dễ sợ lắm. À, phải không? À, thét một cái là người ta chạy hết. So in the kitchen she's terrorized people, a huge temper, and she's been cooking and then going to the chan chi. Cô là con cô chỉ nấu ăn xong cô nhập thiền thất rồi nghe giảng kinh thôi, huh? Cô làm thì she does three things at the temple, chùa này cô làm ba chuyện thôi, okay, quan trọng thôi. Thứ nhất là nấu ăn, first cook. 所以果因他在厨房呢做三件事情，第一就是煮饭，嗯哼，第二 là nhập thiền thất, tham dự thiền thất. Number two is to participate in the chan chi. 第二呢是参加禅期。第八 là nghe giảng kinh. Number three, she listens to the Dharma lecture. She used to, trước cô thường nghe giảng kinh.
Tuần nào cũng ngồi nghe hết đó. Bây giờ thì hết rồi. Now she doesn't do it anymore. She used to come in and for the first hour doze off. Lúc trước á, mấy năm trước á, cô vào chiều chủ nhật á, nấu xong rồi á, trong lúc đợi con mình tới đón. A few years ago, after cooking on Sunday afternoon, while waiting for her son to pick her up, she would sit in a lecture and doze off the first hour. Giờ đầu tiên thì ngồi ngủ gà ngủ gật. Thành ra cái vị dám cười hả? Là cô đang ngủ ngồi. So don't laugh at that. She actually will sit sleeping that you cannot. How dare you laugh? Ai dám cười đây? Ai ngủ ngồi được giơ tay thầy coi. Anyone sit sleep? See, she can. Cô đã ngồi được. Ngủ ngồi được. See? Thấy không? Giờ sau mới ngồi nghe giảng kinh, then sau mới ngồi nghe kinh bắt đầu kể chuyện. And then the second hour she would then listen to the lecture. Okay. 第一个小时睡会打瞌睡，第二个小时就会听法。và như vậy mà cái công phu nó tăng, lực nó tăng lên. Just because those three things and her samadhi power increased. 就只是靠这三件事情，她的定力就一直增加。vì vậy bây giờ cái tính nó dịu hơn. Now she's her temper is a lot less. 所以她的脾气变好了很多。 Cái nó bớt dần là tại vì cái định lực nó lên, nó bớt dần, nó khơi được đâu. So the reason she's her temper is lessened is because she has higher level samadhi. Có nghĩa cái trình độ định lực nó cao hơn thì điều động ít cái chuyện nó có thể làm mình giận hơn, hoặc là khi mình giận nó ngắn hơn. So what happened is that, you know, the proof is in the pudding. With a higher level of samadhis, you have few things will make you upset, number one. Number two, when things make you upset, you can get out of it a lot quicker. It's a shorter duration. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. So if you live far away and you want to practice our methodology, our method, what do you do? I thought I asked for a quarter or one hard question per day. Hình như thầy có hỏi, nhắc người ta, có người nói là nhắc là hỏi lần câu khó khăn, khó hỏi thôi. Yes, what? No, I'm asking the question. The master doesn't want to answer. You ask yourself if you want to hear the answer. It's gone, yeah. Ở sang 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 mà tu. Okay. The best way is to depends on what you're trying to learn. Tùy cái việc muốn học cái gì. Okay. Right now we teaching Pure Land and Chan. Thì vì chúng tôi đang dạy thiền với tịnh độ. And in fact, we're not only teaching Pure Land and Chan. We're actually teaching Chan and Pure Land. In a joint practice. 其实我们是一起修的。
sự tụng siêu. Thông siêu. Gọi là thiền tịnh đồng tu. Okay. So in other words, just an expedient to help you not to be too attached to neither reciting Buddha's name or chant. Nói cách khác, đó là một cái phương tiện để giúp quý vị đừng có chấp quá là cái này là tịnh hoặc cái này là thiền. Yes. Okay. And then he asks, it's a good question, what should I be doing besides sitting? So because of that, because I advocate in this Dharma ending age, third generation, I feel that it's best you practice both Pure Land and Chan together. Đối với thầy đó, cái đời thứ ba quý vị đó, thì quý vị tốt nhất quý vị nên tu thiền tịnh đồng tu. 所以我觉得在这个末法时代呢，这个禅静双修是最好，同修是最好。 Thành là đối với thầy cái thời đại đời thứ ba quý vị đó, quý vị tại vì ông nhị tổ chưa nói, thầy nói trước, thầy nói trước chơi cho vui vậy. Is that I'm saying that because I've been waiting for the second patriarch to proclaim how he's going to teach the third generation for the last 20 years already. I still haven't heard from him yet. 我这样说呢，是因为我在等这个第二个祖师出来解释他是要如何教导这个第三代。 Thầy đang đợi 20 năm rồi. Có từ cái ông nhị tổ đó, ông dạy cái đời thứ ba ra sao. Mà đợi 20 năm mà ông chưa dạy gì hết á. Ông chưa chịu lố diện, chưa chịu dạy. He hasn't revealed himself yet. Let alone reveal what the third generation should be doing. And therefore, I decided to teach because I was told by my master to start teaching. Thầy lúc mà cách đây 10 năm ngày từ Hoa Bắc thầy đi dạy, nên thầy phải nghĩ cách làm sao dạy bây giờ. So I had to think about how I'm going to teach you. Okay. Cách đây 10 năm ngày Tiếng Hoa đã đợi thầy đợi 10 năm mà chưa nói ông kia chưa ông nhị tổ chưa nói hết thành ngày Tiếng Hoa sai thầy đi dạy. Nên thầy phải bất nghĩ cái chuyện dạy. So I had to think about how to train the third generation. So I decided on Chan Phiêu Lan. Thầy quyết định phải dạy thiền tịnh đồng tu. 所以我就因为我的师父叫我开始教，所以我就开始教了。所以我必须要想说我要怎么教呢？所以我就决定教这个静禅同修。 Tại vì cái đó đối với thầy nó có lý nhất cho quý vị. Because it seems to me that's the best way for you to practice to make progress quickly. 可以进步最快的方法。 Regardless whether you practice Pure Land, tu tịnh độ đi nữa, not beyond learning how to recite the Buddha's name with better concentration. Ví dụ, cái vị tu tịnh độ đó, nó không ngoài cái mục tiêu là niệm Phật, tập cái cách niệm Phật để biết niệm Phật với có cái sự chú tâm nhiều hơn. 所以没有比这个有很好的定力来修这个念佛法门更好的。 And therefore, that's in other words, therefore you need to develop the samadhi power to decide the Buddha's name. Nói cái khác, cái việc chỉ rằng cái đó là chỉ là phát triển định lực để mình niệm Phật hay hơn thôi. Nó giản gì như vậy? 所以你要有这个定力。 Okay, so both have the same common denominator. Thành cái pháp tịnh độ, pháp thiền tông nó cùng một cái căn bản là cái gì cần làm cái phương pháp tu để mà phát triển định lực khi mình niệm Phật hoặc là khi thiền. So they have to share the common denominator, whether you practice reciting Buddha's name or doing meditation, it's with the express purpose of developing your samadhi power. It's the same common denominator. 对于不管是念佛名号还是打坐，都是
So for those who are far away, thành những người đi ở xa, okay, I would recommend that they read our Chan handbook. Thì khuyên những người ở xa đó nên đọc cái cuốn sách cẩm nang thiền chúng tôi. Because that has the basis, the foundation. How to build foundation for your practice. 如果你是远距离的话，我会建议你念读我们的这个禅修的手册。 Okay, so you start, if you're far away, you start with reading the Chan handbook and then follow the practice. Follow the guideline to practice. 所以你就可以读这个禅修手册，然后遵照他的这个指示来修。 Ngày nay quý vị mà muốn tu ở xa mà không có sự hướng dẫn thường xuyên hoặc là gần gũi được sự hướng dẫn đó, thì quý vị nên nghiên cứu cái quyển cẩm nang thiền, xong rồi theo đó mà luyện như vậy đó, thì đại khái cái viện cái gì. So what are you trying to do? You trying to practice crossing your legs. Quý vị tập xếp bằng, okay, and your goal is sit longer and longer. 所以你可以从打坐先开始，然后呢，目标是能够做越长越好。 Okay, tập ngồi lâu, cố gắng. You sit longer and longer. That's how I practice. That's how I started. Thế bắt đầu cũng như vậy đó. Okay, and it's not an easy way. Không phải là dễ đâu. When you get into trouble, you better off practicing with others. For example, there are people who learn from us and they decided to get together on a weekly basis. Yeah, hầu như có nhiều người tới tu với chúng tôi rồi, và quyết định đó là mỗi tuần họp lại với nhau là tu một lần, tìm phương pháp đó mà tu. Okay, and nó có lợi lắm. It's helpful to practice with others when you're starting out. 所以刚开始的时候，你如果遇到问题的时候，最好是跟别人同修一起修。 And then when you have problems, khi quý vị tu như vậy gặp vấn đề đó, okay, this is where we can help. You can call us, you can email us, you can contact us, and we will guide you. Cái điều rất là quan trọng là khi quý vị theo những phương pháp mà tu đó, gặp vấn đề đó, thì có thể liên lạc chúng tôi qua điện thoại hoặc là gửi email này nọ, để mà hỏi các phương pháp để giải quyết vấn đề đó. Đó lúc đó quý vị cần sự hướng dẫn. And then you need guidance, you receive guidance then. How to overcome your obstructions. 当你遇到困难的话，你可以打电话给我们，email我们，或者是联络我们。那我们会指导你，帮助你，解除你，克服你的这个障碍。 And once you are able to sit for an hour or more, một khi quý vị có thể ngồi niệm Phật được hơn một tiếng đồng hồ, thì thầy khuyên quý vị nên tới tham dự mấy cái thiền thất Phật thất của chúng tôi. And then when you are able to sit for an hour or more, okay, without any pain, without any discomfort, then we strongly urge you to come to our Pho Chi and Chan Chi and receive further instruction. 当你可以做一个小时以上的时候，鼓励你可以参加我们的佛七以及禅七。 Because you come and join in the Pho Chi and Chan Chi for the duration, you progress very quickly. 因为它可以帮助你进步的非常快。 Khi vì mà tới tham dự mấy cái thiền thất Phật thất một tuần đó, 7 ngày đó, thì cái tiến bộ lại đó. There's a secret behind the training for 7 days. Có những cái bí mật trong cái huấn luyện trong 7 ngày đó. Có bí mật mà chúng tôi không tiết lộ cho quý vị. We don't reveal what the secret is. Phải làm cái gì.
you follow instruction, you will progress very quickly. Quý vị theo cái lời chỉ dạy đó thì quý vị tiến bộ rất là lẹ. Một cái tuần thôi tiến bộ rất là lẹ. Just 7 days you progress quickly. You receive tremendous benefits. Nổi tới tham dự một tuần thôi nó lợi lạc lớn không thể tưởng. 这个训练呢，可以帮助你进步的非常的快。它是，这个很特别的训练。Yeah, như cái cô đại hàng này, cô tới, cô tham dự hết thiền thất khác, bỏ hết tất cả các công ăn việc làm tới. Thì cái hãng cô lúc mà cô ở thiền thất á, thì cần ngày làm có nhiều tiền mà cô không cần làm gì hết. Lợi tức nó vào nhiều hơn nữa. So what happened to Shana is that she's been going to all our chanchi so far because while she's here, her business improved, she says. That's public. Ngồi nói thiền của mình á, thiền ta tài mà bên kia công ăn nó cái lợi tức nó vô như đi. So Shana 有来我们所有的禅期，因为他说来禅期的时候呢，他的生意就会变好。 Mỗi lần nó tới là tức không bảo. Bảo ảo. Ok? Oh. Yes. And I came to treat my employees. Every time I see her, she has booked up with 10 patients. Every single time I see her, oh, I have 10 patients waiting. So I ask, from when? Is it after you start meditating? Cô này có bạn nữa là cô làm nghề châm cứu mà cô bên con Thiên Chúa giáo đó. Cô tới chùa cô chơi thôi, cô thích thiền tới học thiền thôi, chúng tôi cái cô Sana cô dạy thiền đó để giữ cô Sana. Thì cô dạy thiền xong cô dạy coi là chỉ ngồi thiền thôi. Mà tiến bộ theo căn bản cô này dạy tiến bộ. So what happened, Hay Kim is a student of Sana. And Shana show how to meditate, and by her instructions, Hay Kim was able to progress. I never taught Hay Kim. Thầy không dạy cô Hay Kim gì hết á. Cô Shana dạy thôi. Mà cô Hay Kim bây giờ trình độ là, thì trình độ với cô này là tam thiền từ zero tới, mới tới tu bây giờ mấy. How long has she been with you? 3 months. Có 3 tháng rồi lên được tam thiền. Where? Cô dạy. Hay Kim is now in our third year. Oh, it's when she sent the video of the day. I don't know. Oh, goodness. Okay. Mà cô nói từ khi mà cô học thiền á, okay, là khách hàng bây giờ vô nó vô đông hơn lúc trước nữa. Cứ có thêm 10 người như vậy. Lúc trước là kiếm khách hàng ngáp tới, tại mai tới. Bây giờ người ta tới như đi. Before meditation, she has a hard time attracting clients. Now after meditation, she gets more clients by the tens. 10 more people come at a time. Yes. So Hakim is Shana's student, because Shana said I didn't teach him. He only learned with Shana for 3 months. He can now from 0 to the third level. 然后他自从开始打坐以后呢，他的病人就增加。三禅不是三定。三禅。Okay，初禅、二禅、三禅、四禅、五定、六定、七定、八定。 First to four, 1 to 4 is chan. That's how we distinguish them. Chinese, we use the term for the form realm. Ding is used for the formless realm. Okay, the Chinese tradition. Mà quý vị đừng coi thường cái cô này gì vậy, căn bản thôi đó. Quý vị theo căn bản là tu xa lắm. The point here is that I'm glad that Shana shared her Hay Kim experience with us because all Hay Kim did is follow, you know, the instruction. Okay, and that brought her
chịu thật đi ăn so quickly. Nên cô này chỉ theo cái lời hướng dẫn cô sau này không nhập được tam thiền, chuyện kinh hoàng. Nên quý vị không thể nào khinh thường được. Đúng phương pháp đó, đúng cái căn bản đó, nó rất là vững. So it's very critical you build the proper foundation. Cái căn bản rất là quan trọng. So that's the answer to the people who are farther away. You need to build the foundation first. Quý vị, nói tóm lại cái câu trả lời những người mà ở xa đó, quý vị phải chú trọng cái việc gây dựng cái nền tảng, cái cơ bản. Chứ cứ nói là rủ nhau mà niệm Phật không mà không chịu xây cái nền tảng, là cái niệm hoài nó cũng vậy thôi. So for example, you get together to recite the Buddha's name and you don't pay attention to building the foundation, you will not make progress that quickly. Okay. And we have two more questions. Hai câu hỏi nữa. Yes. No discomfort at all. Yeah, then he should come. We take care of everything. Free of charge. Free lodging, free food, free everything. That's what we do for our community. Well, for our, for him, for sure. Okay. I might start charging in the future. You never know. When I become more famous, which is, you know, a long time, I'm sure, down the road. Okay. Ông hỏi là ông nói là ông muốn như vậy, ông nói là ông muốn sẽ ông bây giờ ông có cái mục tiêu rồi, ông muốn ngồi một tiếng đồng hồ mà không có đau nhất, không có gì hết, ông có cái sự khó chịu gì hết, ông sẽ tới cái thiền thất thì nói tới đây thì chúng tôi giúp thêm. Go ahead. She shared her own experience. She says, it's true that she did those three things. Okay? Go ahead. 他说他分享他的经验，他说，对，他是做之前所说的那三件事，就是过瘾。Patient in this era, she did number one. She cooked. 第二，là nấu ăn. 所以第一，他煮. Nghĩa là sao? What does it mean cooking? Okay, meaning she's planting blessings with the Dharma, with this particular Dharma. 就是他对这个法门重福。nấu ăn là đang tạo cái phước với cái pháp này. Vì cái cô này, cô phát cái tâm là cống hiến mà chỉ những người tu thiền tới sáng thứ bảy để mình giúp người ta, ta thiền xong rồi có đồ để mà ăn. Cái tâm cái cô này chỉ như vậy thôi. To give you more details on her mindset. She saw people coming on Saturday morning to practice chant, and there's no food to eat. So she says, I'm going to cook for them to eat so that after they meditate, they can have something to eat. Cái tâm như vậy đó, đang tạo cái phước với cái pháp thiền. So他看到这些大家星期六来打坐，所以他就心里想说，那我要煮，替他们煮饭，所以他们打坐完之后呢，就有东西可以吃。 Okay. Number two, listen to Dharma lecture. Thứ nhì, nghe giảng kinh. 第二呢, 听法. Because
you listen to the sutra lecture in order, all our sutra lectures are designed to help you understand samadhi and how to enter samadhi invisibly. We don't tell you the exact details, but as you listen to the sutra lecture, it's very easy for you to understand and enter samadhi. 所以听法呢，就是帮助你听经，听经就是帮助你可以入定，就是我们并没有告诉你，不是，但是你可以自然而然的入定。 Tất cả những cái buổi giảng kinh đó, nó đều có những cái phương pháp để mình hiểu về cái định. So the sutra lectures are designed to help you understand better about samadhi power. Why it's easier for you to enter samadhi. 它就是帮助你可以了解如何入定，让你能够入定，所以你听经的时候就很容易入定。 Number three, thứ ba, she participated in our chanties. 第三呢，他参加我们的禅期。 Thứ ba là tham gia cái thiền thất, ok, là một cái sự hy sinh cá nhân rất là lớn nào. It's a personal sacrifice because how many of you can afford to spend 7 days of your life doing nothing? Thầy hỏi cái việc ai, cái gì mà có đủ phước để có thể vào nhập cái thiền thất mà 7 ngày không làm gì hết đó. And she says one thing that she realized that the one thing she realized that I taught her is very important. She only remembers that. Và cái cô còn ngân cô nói gì, cô chỉ nhớ một cái lời dạy của thầy thôi đó. Là đừng có bỏ cuộc. Thầy nói thì làm, đừng có bỏ cuộc. So I taught her something critical. Do not give up. Do not quit. Nó khó chừng nào cũng không được bỏ cuộc hết đó. No matter how difficult it is, you may not give up. You should not give up. Thầy nói làm, thầy làm bất cứ chuyện gì thầy làm mà quý vị thấy khó chịu, vậy này họ, quý vị không được bỏ cuộc. Whatever I do to you. Okay? No matter how painful, no matter how insulting, you should not quit. 所以他说他只记得一件事情，很重要一件事情，就是，师父教他说，不管 有多么困难，你就是不能放弃。Explain it, no matter how. 所以师父说，不管我怎么样对待你，我怎么样侮辱你，或者是让你觉得很痛苦，你都是不能放弃。Hoặc thầy không có mắng với quý vị, mà phải để một cái sư cô đó mắng với quý vị không được bỏ cuộc nữa. So if I don't insult you, but I let my nun insult you, you may not quit. 就算我不侮辱你，但是我让我的这个比丘尼侮辱你的话，You cannot quit. 你也不能放弃。Okay, so as long as you don't quit, you have a chance to enter samadhi. Nếu quý vị đừng có bỏ cuộc, sẽ có cơ hội để mà nhập định. Khi mà bỏ cuộc thì không phải lỗi của thầy. If you quit, it's not my problem. 只要你不放弃呢，你就有机会入定。你若放弃呢，就不是我的问题了。And that's the key. That's what she understands. Cái đó là cái bí mật đó. Đừng có bỏ cuộc. Cảm ơn cô Ngân đã chia sẻ cái đó. Không nói thầy không nói đâu. Cái đó là những người có phước lắm mới nghe được cái này. I'm telling you, I'm sharing this with you because of Gu Yin's kindness. She's sharing her own experience with you. It's a gift from Gu Yin. Because if she didn't share this, I would not teach you. It's a gift from her. You don't give up. Quý vị không được bỏ cuộc.
không được bao phủ thì sẽ được thiền. You just execute, you just do what I tell you to do, you enter samadhi as long you don't give up. Nhẫn đau chỉ nhẫn đau, đừng có bỏ cuộc thì sẽ nhập định. It's that simple. Whatever I tell you to do, you do. You keep on doing it. Cứ làm đuôi đồng tới mà hỏi. You keep on doing it until you're able to do what I tell you to do. Then along the way, you will enter samadhi. Thầy biểu quý vị làm gì, chỉ cắm cúi đầu xuống mà làm thôi, không cần biết. Thế tự động nó sẽ nhập định, không được bỏ cuộc. Đó là cái kinh nghiệm của Quảng Ngân. That's Gu Yin's experience, that's her experience. Thầy cũng vậy đó. Đó là cái hồi nãy mà cô nói được đó, đó là cái bí mật đó. And that's the secret that the old nun didn't know how to express it. If you quit and you take a bus back home, not my problem. Nếu cái gì bỏ cuộc, nói thầy ác với tôi quá, tôi về nhà, về đi. Không phải vấn đề của thầy này, it's no longer my problem. Nó bỏ là lỗi nó, đâu phải lỗi mình đâu. If you quit, it's your problem, not my problem. It's your fault, not my fault. Cái chuyện bỏ cuộc còn lỗi cái viễn phải lỗi của thầy. Thầy quen ác, thầy quen cọc. I'm never received real training for a month. Thật là như vậy. I am never near my master. Chưa bao giờ gần thân cận ngài Tịnh Hóa, được ngài dạy có 3 lần. He only taught me 3 times. So he never taught me how to teach you. Thành ngài chưa bao giờ dạy thầy các phương pháp dạy quý vị hết đó. Thành ra thầy dạy của quà ngày thôi mà không thích là ráng mà chịu. So I improvise. You don't like it? Tough luck. Has text message to interest in connection. I really don't know what I have done, but I trust master's judgment and your advice. I have nothing to compare and don't believe in comparing with others because I'm working on my own life. Nghe cô đại hàng cô mà nhập được tam thiền mà mới tu mấy tháng mà nhập tam thiền là quá cao á, là quá giỏi đó. Cô nói là cô không biết cô làm gì hết á, cô chỉ nghe lời làm thôi. Mà cô nghe thầy, cô tin tưởng thầy, mà cô nghe lời cô sana. So the translation to English is that the young Korean Catholic Korean. Korean Catholic says that she is not quite sure. She just followed. She just trusts my judgment and trusts Shana's instruction. That's all she knows. Okay. She's weird. Yeah. Not a weirdo. Người khùng khá. 所以说他就是他不知道他是做了些什么，他只是。 相信师父的这个，相信师父以及沙娜的指示。Any other questions? Ai có muốn nói gì nữa không? Yeah, come. She realized that the top of her head has a kind of energy, has a nó nhột nhột không? She just said at first the top of the head is a kind of tingling sensation. Now it gets stronger and the sensation is stronger and actually it's heating up. So what do you do? 所以他说他感觉到他的头上头顶的有那个the tingling sensation
If someone touches, someone massages it. Uh-huh. And then this, then it gets stronger and it now becomes hot. Mm-hmm. So what do you do? Ngồi thiền, ngồi niệm tiếp, đừng chú ý xem kệ. You don't worry about, you keep on reciting. There's nothing to worry about. You keep at it. Cứ tiếp tục làm nó sẽ hết. You keep it up, it will go away. 不要担心，只要一直就一直继续念佛，慢慢它就会消失。Đừng có thèm để ý nó, nó sẽ hết. You don't pay attention. Bù lì tha, ta hồi mấy dầu. Không thèm để ý là nó hết. Đừng để ý nó kệ. Có cũng vậy, không có nó cũng vậy. Ok. Thì cứ ngồi thiền, cứ làm thôi, kệ nó. Nhập không nhập, nó cũng chừng nó thôi. The question is if you enter samadhi at any moment, so what do you do? I said, if you enter, fine. You don't enter, it's fine too. Don't pay attention. Bỏ tới giờ mình tu thôi, chuyện nó xảy ra gì kệ nó, mình không thèm. Mình không cần để ý thôi. You just allocate time to meditate, to practice. And whatever happens, it doesn't matter. Don't be attached to it. Just put aside an hour to practice for an hour, no matter what happens. You don't quit for an hour. That's all you have to do. Quý vị bỏ một giờ ra để mà tu, thì trong cái thời gian đó, một giờ đó, bất cứ chuyện gì xảy ra, quý vị không cần biết, chỉ ngồi tiếp tục làm việc, tiếp tục tu tới khi hết giờ thôi. Xong đứng dậy đi làm chuyện khác. Nó giản dị như vậy. It's that simple. You allocate an hour a day, I ask you to practice. Okay? And you spend the time practicing, it doesn't matter what happens, you just practice until an hour is up, then you go back to your normal life. And you have problems, call us. Okay, vì mình có gặp vấn đề thì gọi chúng tôi. Okay? So you just spend 1 hour practicing. All right, any other question? Ai thắc mắc gì cuối cùng nữa không? The phone number? Oh, you look it up online. The phone number is 626-280-8801. Or you can call Shana. Oh, no. In fact, if you call the temple, thực ra cái vị gọi chùa này, gọi chùa này đó, I'm training my students to be able to help you, to guide you, to direct you, to either answer your questions or direct you to get the proper answer. Thì cái vị gọi vào chùa đó, thì thầy đang huấn luyện cho đệ tử của thầy, người trong chùa đó, để trả lời giúp cái vị. Hoặc là nếu không biết thì họ sẽ nói không biết, họ sẽ tìm người mà biết để trả lời cho cái gì. Ok. Yes. Thì cũng làm như vậy luôn. Cũng cứ tục niệm Phật thôi. Mình không cần biết. Kệ nó. It says, what happens when you recite Buddha's name and you, as if there are some ants crawling around on top of your head and it gets more, it gets stronger, that feeling. I said, it's the same thing when you meditate. Or you recite Buddha's name, that happens, you continue, you ignore it.
you don't pay attention. Okay. So he said, thì nói tóm lại tối hôm nay là mình chia sẻ cùng quý vị cái phương pháp về cái công phu luyện. So tonight is very auspicious because we devoted time because of thank to your question on the proper way to practice. Okay, that is the foundations in the Chan handbook. Nói cách khác, tối hôm nay cái căn bản của tu luyện ở trong cái cẩm nang thiền. Và chuyện khác nữa, quý vị nếu mà quyết tâm tu theo như vậy thì đừng có ngại gọi chúng tôi khi mà gặp vấn đề. If you follow the instructions and do not hesitate to contact us if you have problems. Okay. 所以我们今天晚上就讲到说 修禅的基础呢，就是在我们的禅修手册里面有讲过，所以你只要按照那个方式，然后遇到任何问题的话，可以打电话给我们。Okay, does it help? That's the answer to her question. Nó có trả lời nó hơi dông dài một tí. À, như vậy, muốn ở xa, ở gần gì cũng vậy, cũng là xem cũng giống như vậy. Okay. All right, so it's the same answer, whether you're far away or close, it's the same foundation. You need to build foundation first. Once you have the foundation, it's much easier to make progress. Mà khi mà có đủ cái cơ bản rồi đấy, dễ tu hơn, dễ tiến bộ hơn. Nhưng có căn bản, cái vị tu sau này có vấn đề nó khó giải quyết lắm. If you don't have the proper foundation, once you have problems in the future, very hard to undo it. Hành vi không có cái căn bản là những người bên thiền tông họ tẩu hòa nhập ma vì vậy đó. With the, because of that, the lack of foundation, the Vietnamese chan, mấy cái người Việt Nam mà tu thiền họ nói là tẩu hòa nhập ma nhiều lắm, cái đó là sự thật đó, phải căn bản mà trật. Có những người sư phụ mà dạy họ đó, dạy họ căn bản trật, thành tẩu hòa nhập ma. So for example, in the Vietnamese, they tell each other that you don't want to practice meditation because it's easy to enter demonic states. So, hổ rù hổ. Okay? Translate. So, if you have a good foundation, then you can improve it very quickly. But if your foundation is not good, then you have a problem. 所以说，比如说很多人会有这个观念，说打坐会走火入魔。Okay, it's true, because in particular the Vietnamese they have a lot of followers on these teachers, and they have the wrong foundation. They built the wrong foundation. That's why when they get into trouble, they encounter these problems. They don't know how to deal with it. 尤其是很多这个越南人，他们的这个师父们，有很多信徒，然后并没有帮助他们奠定好的基础，所以当他们修到有问题的时候，他们就不知道该怎么办。Okay, okay, 恭喜你。 Họ tu pháp theo pháp Tây Tạng hả? Yeah, so her friends practice and they back shakes. Lưng nó lắc nhiều. They hỏi phải pháp Tây Tạng không? I ask, are they following Tibetan approach? Because the Tibetans, they... Tây Tạng chỉ ngồi ngay, Đạt Lai Lạt Ma cũng ngồi như vậy. Even Dalai Lama, he was like this too.
đó là cái đó là cái đặc sắc của Tây Tạng. That's the characteristics of the Tibetan. So he asked, he said his friends, they practice, and then they sit and they will shake. He asked, is he practicing this Tạng Chuẩn Phổ Giáo? Thành mới trả lời sao là cô Kim. Thì con thằng Kim, Kim would tell you. À, thầy trả lời với cái này cũng được, tại vì trả lời nó động chạm mấy người Tây Tạng. I can answer on the internet because it will offend the Tibetans. And they're going to throw the mantras at me. Họ dùng mấy cái thần chú đánh thầy, thầy chạy, 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 chạy dài. À, nó hỏi cô Kim, hỏi riêng cô Kim, cô trả lời. Cô Kim là cô đó, cô ngồi đó kìa. Ask Kim who's here. She'll tell you how to deal with it. Okay. Time is up. Hết giờ rồi. We cut it off. Thank you, everyone. Cảm ơn quý vị. Okay. We cut it off the internet right now.